Chào mừng quý vị đến với bản tin chuyển động công thương của Báo Công Thương. Bản tin số 19 năm 2022 có những nội dung chính sau đây. Nhiều giải pháp đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong nước. Tiếp tục nghiên cứu một số chính sách về thuế, phí, hỗ trợ doanh nghiệp. Nhận diện thách thức, tháo gỡ khó khăn để đẩy mạnh xuất khẩu. Công nghiệp chế biến chế tạo vẫn là động lực tăng trưởng. Số hóa trong ngành cà phê để tận dụng cơ hội thị trường. Thời gian qua, trước việc thiếu hụt nguồn cung và những biến động phức tạp của thị trường xăng dầu thế giới, Bộ Công Thương đã chủ động kịp thời đưa ra những giải pháp nhằm đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp cũng như nhu cầu tiêu dùng của người dân. Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, hiện nay nguồn cung xăng dầu sản xuất trong nước từ hai nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn và Bình Sơn đã đáp ứng được khoảng 70–75%, có những thời điểm lên đến 80%. Tuy nhiên, do những khó khăn về tài chính và một số nguyên nhân nội tại, từ tháng 1 năm 2022, nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đã giảm công suất hoạt động, làm ảnh hưởng đến việc giao hàng cho các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu trong nước theo hợp đồng đã ký kết. Cụ thể, tháng 2, việc giao hàng giảm 43%, tháng 3 giảm 20%. Điều này dẫn đến tình trạng khan hiếm xăng dầu cục bộ ở một số tỉnh biên giới phía Nam và một số cửa hàng ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước tình trạng này, Bộ Công Thương đã sớm chỉ đạo nhà máy lọc hóa dầu Bình Sơn tăng công suất lên 105%, chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối tăng cường nhập khẩu. Nhờ đó đã đảm bảo xăng dầu trong tháng 2, tháng 3 2022 và các quý tiếp theo. Bộ Công Thương cũng đã kiến nghị các cơ quan liên quan như Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan tạo điều kiện về thủ tục nhập khẩu, tăng hạn mức tín dụng cho các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu để kịp thời nhập khẩu xăng dầu theo hạn mức được phân giao bổ sung. Tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 2 mới đây, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải khẳng định, mặc dù thị trường xăng dầu thế giới còn tiếp tục có những biến động phức tạp khó lường, nhưng Bộ Công Thương sẽ cố gắng nỗ lực ở mức cao nhất để đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho đất nước, phối hợp thực hiện điều hành giá xăng dầu theo tình hình thực tế, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát thị trường để kịp thời phát hiện xử lý nghiêm tình trạng đầu cơ trục lợi và các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc họp chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu một số chính sách về thuế, phí để giảm chi phí đầu vào cho sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp giảm bớt khó khăn, thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu. Trải qua 2 năm hứng chịu tác động tiêu cực bởi đại dịch Covid-19, doanh nghiệp Việt vẫn đang chịu những tổn thất nặng nề. Để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn thách thức, khôi phục sản xuất kinh doanh, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách như miễn giảm giãn thuế và đã tạo được sự chuyển biến tích cực. Đầu năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 15 ngày 28 tháng 1 năm 2022 quy định chính sách miễn giảm thuế theo Nghị quyết 43 của Quốc hội 15. Trong đó có giảm thuế giá trị gia tăng từ 10 xuống 8% từ ngày 1 tháng 2 năm 2022 đối với một số nhóm hàng hóa dịch vụ. Tuy nhiên, diễn biến của dịch bệnh phức tạp cùng với giá nguyên liệu đầu vào, xăng dầu, giá các dịch vụ logistics tăng cao thời gian qua đã tiếp tục gây khó khăn cho doanh nghiệp. Các chuyên gia cho rằng để phục hồi nền kinh tế, doanh nghiệp mong muốn có thêm các gói hỗ trợ tài chính với quy mô đủ lớn và dài hơi, bởi nhiều chính sách miễn giảm thuế trong thời gian qua khá ngắn ngủi, chưa đủ tác động đến việc vực dậy của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp vẫn cần thêm nhiều sự hỗ trợ khác về các thủ tục hành chính và các chính sách hỗ trợ liên quan. Với mục tiêu tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, giảm chi phí đầu vào, nâng cao năng lực cạnh tranh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu một số chính sách về thuế, phí, sớm trình Chính phủ xem xét quyết định trong thời gian tới. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa chủ trì cuộc họp với các đơn vị để bàn các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu trong tình hình mới. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, căng thẳng. Chính trị giữa Nga và Ukraine tiếp tục leo thang, cạnh tranh thương mại càng thêm gay gắt, thế giới đang phải đối mặt với nguy cơ khủng hoảng kinh tế xã hội. Tại cuộc họp, các ý kiến cũng đưa ra những đánh giá nhận xét về tình hình kinh tế thế giới, cũng như dự báo những tác động có thể xảy ra đối với Việt Nam trong ngắn hạn cũng như dài hạn. Nhất là khi lệnh trừng phạt của các nước dành cho Nga chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, trái phiếu chính phủ, xuất khẩu công nghệ, năng lượng. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đánh giá, Nga và Ukraine dù không phải là thị trường lớn, nhưng vẫn quan hệ giao thương với Việt Nam ở những mặt hàng nông nghiệp như phân bón, nguyên liệu chăn nuôi. Trước những khó khăn đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã yêu cầu các đơn vị cần chủ động kịp thời nắm bắt tình hình để tham mưu đề xuất các biện pháp điều hành của Bộ, cũng như tham mưu kịp thời các biện pháp điều hành cho Chính phủ. Bộ trưởng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương trong việc đánh giá, dự báo tình hình một cách kịp thời chính xác, cũng như tìm giải pháp ổn định sản xuất và cung ứng cho thị trường trong nước, đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu hàng hóa nông nghiệp. Các bộ ngành hữu quan tài chính, giao thông, công an, ngoại giao phối hợp tạo điều kiện để việc sản xuất, lưu thông, phân phối hàng hóa trong nước cũng như xuất nhập khẩu hàng hóa ra thị trường nước ngoài thuận lợi trong thời gian tới. Theo báo cáo của Bộ Công Thương, sản xuất công nghiệp tháng 2 năm 2022 tiếp tục khởi sắc với mức tăng trưởng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến chế tạo tăng 10%, tiếp tục là động lực dẫn dắt tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp. Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, chỉ số toàn ngành công nghiệp tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nổi bật là ngành chế biến chế tạo tăng 6,1%, đóng góp 5,2 điểm phần trăm vào mức tăng chung. Ngành sản xuất và phân phối điện tăng 6,5%, đóng góp 0,6 điểm phần trăm. Đáng chú ý, chỉ số sản xuất 2 tháng đầu năm 2022 của một số ngành trọng điểm cấp 2 tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất thiết bị điện tăng 27,9%, sản xuất máy móc thiết bị tăng 21,2%, sản xuất trang phục tăng 20,1%, sản xuất xe có động cơ tăng 10,8%, sản xuất da và các sản phẩm liên quan tăng 10,6%, sản xuất phương tiện vận tải khác tăng 10,2%, sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 9,7%. Để phát triển sản xuất công nghiệp trong thời gian tới, Bộ Công Thương cho biết sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với các dự án công nghiệp quan trọng, hỗ trợ tối đa các nhà máy doanh nghiệp khôi phục sản xuất, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tăng tốc sản xuất, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương sẽ theo dõi sát những biến động của kinh tế thế giới và trong nước, chủ động tham mưu các giải pháp ứng phó phù hợp. 2 năm qua, tác động của dịch COVID-19 đã khiến hoạt động kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề, trong đó có ngành cà phê. Tuy vậy, nhờ áp dụng số hóa, nhiều doanh nghiệp ngành cà phê không chỉ vượt qua được khó khăn, xuất khẩu ổn định mà còn gia tăng tỷ trọng tại thị trường nội địa. Một số điển hình về việc áp dụng số hóa trong ngành cà phê có thể kể đến các công ty như Intimex, công ty Phúc Sinh, công ty Vĩnh Hiệp và cà phê Trung Nguyên. Chúng tôi mở rộng hơn, chúng ta đầu tư nhiều hơn, quảng cáo nhiều hơn, đầu tư nhiều chiều sâu hơn cho vấn đề về công nghệ thông tin. Cái điều đấy là điều chúng tôi đầu tư suốt 15 năm và bây giờ chúng tôi càng thấy rằng là nó cực kỳ đúng đắn. Thì chúng tôi doanh thu lớn hơn rất nhiều, 40-50%. Tôi nghĩ 2022 và 2023 giá nó có sẽ rất là tốt. Và cái quan trọng nhất là xu hướng thế giới là phải số hóa, đa dạng hóa nguồn cung, đa dạng hóa sản phẩm và làm rất nhiều các sản phẩm sáng tạo, đẹp và phát triển bền vững. Chúng ta không uống cà phê đậu bắp, đậu nành nữa, chúng ta không uống hóa chất hương liệu nữa. Chúng ta uống cà phê nguyên chất. Đấy là xu hướng của ngành cà phê. Việc số hóa của công ty Phúc Sinh đã giúp doanh nghiệp này mở rộng vùng nguyên liệu theo chuẩn quốc tế và giúp quản lý tốt hơn, từ đó truy xuất được nguồn gốc đầu vào, đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của các đối tác. Chúng ta đang chuyển dần từ từ để họ tiếp nhận. Chứ một lúc chúng ta từ trạng thái này chúng ta lượn lượt của thẳng kia thì điều nó thì cũng rất khó cho họ. Nhưng mà hy vọng là tôi làm hiện nay tính ra thời gian thì rất là dài, 10 năm rồi. Thì cái việc này nếu tôi tiếp tục tôi vận hành cái số hóa này mà về cái thực tế về minh bạch thì cái diện tích sẽ mở rộng lớn. Mà khi được số hóa thì cái diện tích nó về sau nó cả nhanh hơn. Ví dụ một 10 năm tôi đã làm tới bây giờ được 30-40 nghìn hectare thì càng lâu càng về sau thì chắc chắn là nó sẽ lên 50-60 ngàn, 70-80 ngàn, 100 ngàn, 200 ngàn, 300 ngàn. Theo các nhà phân tích thị trường, dự báo xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong năm 2022 sẽ tiếp tục khả quan với giá trị cao hơn nhờ nguồn cung dồi dào và lợi thế cạnh tranh từ các hiệp định thương mại tự do. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu khắt khe từ các thị trường, ngoài việc nâng cao chất lượng sản phẩm, ngành cà phê Việt Nam cần chú trọng đến khâu truy xuất nguồn gốc, nâng cao năng lực sản xuất. Và để làm được điều này thì bắt buộc doanh nghiệp cần phải đẩy mạnh số hóa bài bản toàn diện từ khâu sản xuất, chế biến đến khâu tiêu thụ. Và cũng cần sự chung tay rất lớn từ các bộ ngành, địa phương, người làm công nghệ và người vận hành hỗ trợ đắc lực giúp ngành cà phê số hóa hiệu quả hơn. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin chuyển động công thương tiếp theo.